Thưa quý vị và các bạn, Đồng Tháp là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch sinh thái. Xác định đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, thời gian qua, chính quyền tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tạo ra kinh tế lâu dài cho địa phương. Trong số các giải pháp phải kể đến việc quản lý và bảo vệ môi trường sinh thái tại các khu điểm du lịch, hướng đến sự phát triển bền vững. Tận dụng những loại lá sẵn có ở địa phương như lá chuối, lá sen, lá dừa, tiểu thương tại chợ quê Tân Thuận Đông đã khéo léo sáng tạo ra những chiếc dĩa bằng lá hoặc xếp lại để tạo ra vật dụng đựng thực phẩm. Điều này không những tăng thêm nét mộc mạc cho khu chợ mà còn tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Thứ nhất là về hình thức thì anh thấy là rất là chỉnh chu, sạch sẽ, vệ sinh. Thứ hai là sử dụng những cái nguyên liệu và vật liệu để mà đựng nó rất là thân thiện với môi trường. Xuất phát từ tự nhiên thì nó sẽ đảm bảo sức khỏe, mình dùng nó sẽ tốt hơn. Từ khi cho ra mắt sản phẩm du lịch làng nghề, chính quyền huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã quy định người dân buôn bán tại đây sử dụng tô, dĩa đá hoặc ly hộp làm từ bột mì, bao bì sinh học để thay thế cho đồ nhựa. Định hướng của địa phương trong thời gian tới là tiếp tục duy trì về cái kế hoạch phát triển giá trị làng nghề ở tại địa phương, và đặc biệt đó là những cái làng nghề mà nó thân thiện với môi trường, với thiên nhiên, phát triển du lịch cộng đồng ở tại địa phương. Từ cái nền tảng hiện nay thì ủy ban huyện cũng có những cái cơ chế để mà làm sao giúp cho người dân có thể là có được những cái kiến thức nè. Thứ nhất là những cái kiến thức trong cái thực hiện du lịch và những cái chính sách để hỗ trợ để giúp cho bà con có thể là thực hiện công tác du lịch một cách tốt nhất trong thời gian tới. Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường là định hướng chủ trương xuyên suốt trong chỉ đạo của tỉnh Đồng Tháp trong những năm qua. Các quy định này không những là giải pháp bảo vệ môi trường mà còn từng bước xây dựng thương hiệu du lịch của tỉnh. Khi người dân các tỉnh, thành phố đến với chợ quê, đến du lịch nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp thì được cùng tham gia với người nông dân để trải nghiệm những cái công đoạn sản xuất nông nghiệp, rồi cùng chiêm nghiệm lại những cái tính chất gọi là hồn nhiên, mộc mạc, chân chất của người Đồng Tháp, nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Do đó từ những cái hồn cốt, những cái hồn quê của Đồng Tháp, những giá trị văn hóa của Đồng Tháp đã tạo nên những mô hình du lịch nông nghiệp đặc sắc. Trong năm 2023, tỉnh Đồng Tháp đã đón khoảng 4 triệu lượt khách. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 1.900 tỷ đồng. Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng hướng đến mục tiêu phát triển cân bằng, toàn diện, bền vững. Trong đó, chú ý đến yếu tố môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo hài hòa lợi thế tự nhiên.